đây là những thứ ở Mỹ có thể làm cho các bạn bị nghèo. Thứ nhất là cờ bạc. Riêng tiểu bang New York của cường có 19 cái sòng bài casino to nhỏ khác nhau. Người dân ai vào cũng được. Các bạn chỉ cần trên 18 tuổi hoặc 21 tuổi và tùy sòng bài casino. Những sòng bài này tạo ra để giải trí. Tuy nhiên có rất là nhiều bạn say mê và tuần nào lãnh lương vào thứ bảy chủ nhật tới chơi và thua hết. Và ba cường là vua cờ bạc cũng là một ví dụ. Cho nên có những trường hợp những bạn ở Mỹ lâu năm mà vẫn chưa có nhà có xe và kinh tế ổn định. Và điều thứ hai là nghiện ngập. Và ở Mỹ thì rất là dễ dàng cho các bạn tiếp xúc với những thứ gây nghiện. Và riêng ở thành phố vào năm 2021. Tiểu bang này đã hợp pháp hóa cần sa cho người lớn sử dụng. Tuy nhiên các bạn phải trên 21 tuổi mới mua được và việc sử dụng cần sa có rất là nhiều lợi ích đã được chứng minh. Điều trị cơn đau, mất ngủ, lo lắng và thậm chí động kinh. Dùng chân mức và đúng liều thì không sao. Nếu lạm dụng quá thì sẽ bị gây nghiện và khi nghiện ngập thì đầu óc sẽ không tỉnh táo, đi làm và có cuộc sống bình thường. Và những bạn đi xin tiền ở thành phố cường đa số là những bạn nghiện ngập còn rất là trẻ. Và điều thứ ba là mua nợ và phần đông ở Mỹ ai cũng mua nợ. Theo thống kê mới nhất khoảng 77% hộ gia đình ở Mỹ mắc ít nhất cũng một số loại nợ và khoản nợ trung bình của cả nước là 67.000 đô, tương đương với 1 tỷ 7 đồng Việt Nam. Mượn nợ không phải là một điều xấu mà nó rất là tốt. Nó tạo cho nhiều người có điều kiện mua trước và trả sau, nhất là những bạn trẻ khi mới lập nghiệp cần xe để đi làm. Tuy nhiên, nếu mượn nợ quá khả năng của mình như mua xe, mua nhà và nhiều thứ khác cùng một lúc, chi tiêu nhiều hơn số lương của các bạn kiếm được, lâu dài các bạn có thể vỡ nợ và những gì các bạn mua nợ mà không chi trả được thì có sẽ bị tịch thu. Và mượn nợ là một con dao hai lưỡi, biết chi tiêu và tính toán thì nó giúp ích các bạn rất là nhiều. Và thành phố các bạn ơi, những thứ gì có thể làm cho các bạn nghèo?